Đây là vườn cò thiên nhiên nha các bạn. Không biết con chim này chim chỉ phải không? Con này thấy bán cũng nhiều mà. Nhìn cái khu này người ta làm một cái quán nhậu xong rồi người ta có một cái diện tích lớn đó. Người ta trồng tràm trồng đồ để đại đó, rồi chim cò nó về nó ở. Đây con đường bên hông của cái vườn cò. Vườn cò này ở hòn đất nha các bạn. Đi ngang cò nó bay chim nhóc hết trơn luôn. Chạng đó. Cái mô hình mà làm vườn cò vậy cũng Cà Mau cũng có một cái vườn cò cũng lớn đó. Cái này ở Kiên Giang. Ở này cá ở đây là hầu như là không bắt, cũng không cho bắt. Nó đi ăn các bạn. Quất này. Dạng ghê nó đi ăn các bạn. Mình thấy mình đứng nó nhìn. Có một số con đen thui không biết là con gì luôn á. Chim này ngộ lắm. Nhiều ghê không? Con này là con chỉ gì á. Nó kêu gà gừng. Gà gừng hoặc là chỉ. Có con đen đen là con cúm núm. Con cúm núm là con gì? Ngộ quá. Hay là gà gừng luôn ta? Đây giống như một mô hình sinh thái. Nó có cây, rồi có các cái bờ kinh, bờ gạch, kinh gạch, rồi các cái đầm lầy, các loại chim, cá. Đó, cá lóc mới ụt, mới tát mồi nè. Rất là lý tưởng cho các cái động vật sống ở đây. Một con cúm núm. Cúm núm thấy mình nó trốn nhiều bụi rồi, cúm núm nó đi theo rất là hay. Thiên nhiên quá. Còn còn gì nó làm cái đùng đùng ở đó trời. Hơi hơi gì đó vậy. Con gì lớn lắm. Cái lóc khủng vậy trời. Làm nó đùng luôn cái. Quất quất
thông cảm hơi xa nên mình dòm lại hơi cung ta một chút. Ăn gông, thù du. Ở trong nó nhiều, phía trong nó là nhiều hơn ở ngoài này.